Hey yo, xin chào các bạn, mình là Nhiếp. Hôm nay mình sẽ có một bài review, đó là về SD War Heroes Wukong Impulse Gundam. Đây là một series mới từ SD Gundam World Sangosu Kesuden năm ngoái. Mặc dù gọi là mới nhưng mà đây nó có một chút cũ đó các bạn. Bởi vì trong sự kiện World Heroes lần này, nó sẽ kết hợp giữa Sangosu Kesuden cũ và thế giới mới, bao gồm các nhân vật nổi tiếng, ví dụ như là Son Wukong này, Benjamin này, King Arthur và phù thủy Merlin cũng có, rồi Edward đệ nhị. Nhưng mà hôm nay thì duy nhất mình sẽ chỉ review về Wukong Impulse Gundam thôi. Đó là vì bây giờ mình đã có được cái sản phẩm sample của Wukong Impulse Gundam lần này. Và như các bạn cũng có thể thấy được là ở trên hình, con Wukong Impulse Gundam sau khi các bạn lắp ráp và dán sticker xong thì nó thiếu màu khá là nhiều so với lại hình ảnh được quảng cáo ngay từ đầu của nó được Bandai công bố. Chắc các bạn cũng đã khá quen thuộc với việc này rồi đúng không? Nhưng mà tuy nhiên sau khi mình lắp ráp và dán sticker và cái trải nghiệm của mình đối với mẫu Impulse Gundam này là đó rất là thú vị các bạn ạ. Đối với lại phần sticker thì chúng ta sẽ thấy phần sticker ở bên mắt, hai phần màu vàng ở trên vi fin và hai phần màu trắng đỏ ở trên vi fin luôn. Cùng với đó là ba cái phần sticker ở ngực, hai phần sticker ở bên vai. Tiếp đến là chúng ta sẽ có cái phần sticker ở phần váy trước, phần màu vàng ở đây, phần màu xanh và phần màu trắng. Sticker của nó khá là nhiều, tuy nhiên cái việc dán nó khá là ok, cho nên là mình cảm thấy cũng tạm ổn. Nhưng nếu các bạn muốn nó đẹp hơn thì các bạn cần phải sơn. Và cái quá trình sơn con Wukong này mình đảm bảo với các bạn luôn, nó rất là khổ đó các bạn à. Và đây chính là những phụ kiện của Wukong Impulse Gundam. Nó bao gồm một cái như ý kim câu bổng, hay còn gọi là cây thiết bản ở đây. Tiếp đến đó chính là các phụ kiện clear pack giúp các bạn tạo thành hình dạng cương viêm hoặc hình dạng chân thân, gồm toàn bộ những effect ở đây. Nó bao gồm hiệu ứng cái đầu khỉ nè, hai hiệu ứng lửa hai bên vai nè, là hai cái này. Nó có thể làm thành cái hiệu ứng lửa dưới chân hoặc là gắn vào cây như ý kim câu bổng. Và cuối cùng đó chính là hai cái bàn tay khỉ to. Thứ nhất mình sẽ nói về cây như ý kim câu bổng này. Nó sẽ gồm 3 pack, 2 pack màu vàng ở bên đầu, ở đầu và cái pack clear màu đỏ ở giữa. Để trang bị nó vào cho Wukong thì chúng ta chỉ cần gắn vào một đầu, sau đó gắn cái phần đó vào tay của Wukong, rồi gắn phần còn lại vào là được. Tiếp đến đối với lại hai hiệu ứng lửa này, nó có cái chốt, và hai cái chốt này các bạn có thể dùng nó để gắn lên phần tay của Wukong ngay vị trí này. Đấy, nhìn rất là ngầu. Tuy nhiên nếu như các bạn không thích gắn ở đó thì các bạn cũng có thể dùng nó để gắn ở chân. Và gắn ở chân mới thật sự là đúng với lại hướng dẫn của Bandai nha các bạn. Và mình đảm bảo rằng với các bạn luôn đó, là nó sẽ sử dụng cái tuyệt chiêu có cái cục lửa chân này để đạp vào một thằng nhân vật nào đó trong phim thôi. Tôi khá là chắc kèo với các bạn luôn đó. Còn nếu các bạn không thích gắn vào vai hoặc là chân thì các bạn có thể sử dụng nó để gắn vào phần đầu của cây như ý kim cầu bổng này. Gắn được cả hai đầu luôn nha các bạn thì các bạn sẽ tạo ra được một cái cây giáo hai đầu. Trông cũng rất là thú vị, nhưng bản thân mình thì không thích cái kiểu giáo này cho lắm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển nó thành hình dạng Guen Form nha các bạn. Guen Form tạm dịch qua tiếng Việt có nghĩa là dạng cương viêm, có nghĩa là khi cái tình trạng mà con Ngộ Không nó bốc lửa lên các bạn ạ. Hai phần lửa này như mình nói lúc nãy là các bạn sẽ gắn nó vào ở dưới chân. Nếu như các bạn mà có chơi qua cái phiên bản XO Play của cái AR card rồi thì các bạn sẽ biết được cái dạng Guen Form này. Hai cái bàn tay á, các bạn sẽ gắn vào ở trên đầu, nó có hai cái lỗ và các bạn gắn vào ngay đây. Tương tự đối với bên còn lại luôn nha các bạn. Tiếp đến đó là cái phần đầu khỉ, nó sẽ có hai cái chốt và các bạn sẽ gắn nó là vào phần ở phía trên của cái vi fin. Đây là dạng Guen Form. Ngoài ra nếu như các bạn không thích dạng Guen Form thì các bạn sẽ ráp thành dạng Gomon Form. Gomon Form tức là hình dạng chân thân của Wukong đó các bạn. Nó sẽ biến thành một con khỉ to và các bạn đã thấy trong trailer rồi. Trông cực kỳ hoành tráng các bạn. Và chúng ta cũng sẽ sử dụng tất cả những phát
giống như dạng Goen. Và mình sẽ tiến hành thao tác nhé. Cái phần chân này các bạn sẽ tháo ra. Cái cơ chế của nó là con khỉ này nó sẽ mang đôi giày đó các bạn. Tháo ra rồi các bạn sẽ sử dụng cái này để làm thành cái phần tay của con khỉ. Cùng với đó là cái phần váy trước, các bạn sẽ tháo một nửa phần váy trước ra. Một nửa phần váy trước này các bạn sẽ gắn vào hai cái ô ở phía sau đây như thế này. Tiếp đến đó với lại cái phần đôi giày của con khỉ, các bạn sẽ rút hai cái phần thắt vàng ra, gắn ngược nó lại vào vị trí như thế này. Lật phần tay cầm lên, sau đó gắn cái phần bàn tay vào ở ngay cái chốt là được. Và các bạn lưu ý thao tác kỹ những cái bắt liên này nhé các bạn, bởi vì nếu các bạn gắn sai thì gần như các bạn sẽ có nguy cơ bị gãy phát rất là cao. Khi gắn sai thì các bạn sẽ không thể nào gỡ ra được, và cái nguy cơ gãy phát của nó là ok, khá là lớn đó. Đó là phần lửa các bạn sẽ gắn vào hai bên vai như thế này nha. Và tương tự cho với lại bên còn lại luôn. Cuối cùng là phần đầu, chúng ta cũng sẽ gắn tương tự lại, nhưng lần này chúng ta sẽ gắn cái chốt ở trên để cho phần đầu khỉ nó che luôn cái mặt của Impulse Gundam nha các bạn. Và đến với lại phần biên độ cử động của nó thì nó cũng sẽ sử dụng cái phần khung xương của các SD War Hero cũ. Phần đầu có thể gập lên và gập xuống như thế này. Phần thân thì nó sẽ sử dụng phần copy. Như các bạn đã biết, nó có thể cử động thế này xoay tầm bao nhiêu đây thôi, nó không thể xoay hết 360 được các bạn à. Đến với phần vai thì các bạn có thể rút nó ra một xíu để tăng biên độ lên như thế này. Phần tay vai này có thể xoay 360 không gặp bất cứ vấn đề nào. Cái phần cánh tay nó cũng tương tự như vậy, và phần bàn tay nó là một khớp tròn. Đây, phần cánh tay như mình đã nói, đó cũng cử động bằng khớp tròn nhé. Ok, đó là phần váy trước. Cái phần cái đai màu trắng ở đây nó cũng sử dụng một khớp bi và có thể cử động như thế này. Và phần khớp màu vàng ở đây nó cũng là khớp bi luôn, các bạn có thể lật nó lên một xíu để tăng phần biên độ lên. Nhưng đối với lại phần váy bên hông thì mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem. Thay vì nó sử dụng cái khớp tròn cũ thì bây giờ nó đã sử dụng một cái khớp nối thẳng trực tiếp vào luôn. Điều này thì nó khá là không tốt, bởi vì nó sẽ làm cho cái biên độ của phần đùi bị giảm đi một xíu. Như các bạn thấy, và đó cũng chính là cái nguyên nhân mà làm cho con Son Wukong không thể quay được nguyên cái thân. Nhưng bù lại thì phần chân nó đã được thiết kế khác một xíu. Phần váy sau thì không có cử động gì hết. Đây là phần đuôi, các bạn có thể xoay và không gặp bất cứ vấn đề nào. Và phần đuôi này là hai cái đốt bằng clear part nha các bạn. Đây, đây là cái đốt thứ hai. Còn cái mũi đuôi thì các bạn có thể sử dụng nó để làm cái vũ khí, nhưng mình thì thấy nó khá là retort cho nên mình không có gắn vào. Đó là cái phần chân. Thì như lúc nãy mình có nói với bạn là nó sử dụng cái khớp mới, cho nên mình sẽ cho bạn xem. Thì phần đuôi nó cũng giống như cũ, nhưng mà cái phần cản chân nó sẽ gồm 4 khớp các bạn. Một phần 4 phát chứ không phải 4 khớp. Nó sẽ giúp cho con Wukong tăng biên độ ở ngay cái phần gót chân như thế này lên một xíu. Và có một cái bắt tròn giúp nó tăng cái biên độ của phần bàn chân. Trông khá là hay đó các bạn. Các bạn có thể gập chân nó lại như thế này. Trông rất là tuyệt vời đúng không? Và phần phát ở phía sau thì nó không có gì cả các bạn à. Tóm lại, đối với một cái giá khá là rẻ, và những gì Wukong Gundam mang lại nhiều hơn với cái giá đó. Nhiều hình thái để chuyển đổi, nhiều trang bị để đi kèm, và hình dạng sau khi lắp ráp xong cũng rất là đẹp mắt. Mình cảm thấy rất hài lòng đối với Wukong Impulse Gundam. Nhưng một số các bạn sẽ có thể không thích vì cái sự thiếu màu của nó. Nhưng tin mình đi, bởi vì chi phí khá là rẻ cho nên thiếu màu là chuyện đương nhiên thôi. Nên nếu các bạn muốn đẹp hơn thì các bạn phải sơn. Nhưng đó là ý kiến riêng của mình, các bạn thì sao? Hãy comment bên dưới nhé.
Và mình cảm thấy rằng là series SD World Hero này năm nay nó sẽ làm mưa làm gió, nên mình cũng quyết định là làm luôn một cái series để review về các cái giả thuyết sau mỗi tập phim. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy comment trong bài luôn nhé.